Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em đồng hồ rất là hiếm, phải nói là cực kỳ hiếm tại Việt Nam. Và chắc chắn là các bạn sẽ chưa nhìn thấy chiếc này ở đâu. Đây là một chiếc thuộc thương hiệu Cartier. Và nó là một chiếc Calibre de Cartier với cái size rất là khủng là 45mm. Và cái giá của chiếc đồng hồ này cũng rất là khủng khiếp nếu như mà giá hãng. Cho nên là các bạn chắc chắn các bạn sẽ chưa thấy chiếc đồng hồ này bao giờ, bởi vì rất là ít người mà bỏ từng đấy tiền ra để mua chiếc đồng hồ này. Đầu tiên phải nói qua là giá hãng của em nó là 47.900 đô la Mỹ. Nếu như các bạn nhân tỷ giá 238 thì nó sẽ loanh quanh khoảng 1 tỷ 140 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu là các bạn thì các bạn có bỏ từng đấy tiền ra để mua một cái sản phẩm của Cartier không? Và còn size khó đeo như chiếc này nữa. Đó, thế mà nước ngoài vẫn có người để mua đấy các bạn ạ. Và bằng chứng là mình đang có trên tay là chiếc qua sử dụng. Và chiếc này thì của một gọi là một fan cuồng của Cartier thì họ mới mua về. Như chiếc qua sử dụng này thì hiện tại mức giá nó sẽ loanh quanh khoảng 395 triệu. Và nó chỉ còn đồng hồ thôi, không còn đầy gì đi kèm theo cả. Thì với một chiếc Cartier như vậy thì sẽ đi kèm chế độ bảo hành 5 năm của shop bán ra. Quay trở lại với chiếc đồng hồ thì mình sẽ so sánh cho anh em cái size của chiếc đồng hồ này. Đó. Ở đây thì mình có một chiếc Omega Speedmaster size 44.25 của Omega các bạn nhé. Và mình sẽ có một chiếc Zenith size 40 ở đây. Đó, để cho anh em có thể so. Đầu tiên là sẽ so với chiếc Zenith size 40. Anh em có thể thấy là về độ khủng của nó. Đây là một chiếc bên trái của mình là size 40mm, còn chiếc bên phải là size 45. 45 là nó sẽ tính như này các bạn nhé. Đó. Còn với chiếc Omega Sport này thì size 44.25. Cảm giác là 44.25 nhưng mà với 45 thì nó vẫn to hơn khá nhiều các bạn nhỉ, đúng không? Do cái phần viền này nó thiết kế và cái phần crown này nó thiết kế nó khá là to. Đó. Mình sẽ thử lên tay cho anh em xem. Với chiếc đồng hồ này thì mình recommend tay anh em phải 18cm thì đeo mới đẹp. Anh em nào tay 17 đeo cũng được, nhưng mà mình sẽ nghĩ là nó sẽ cảm giác nó hơi to một chút. Và đặc biệt là anh em nào mà khoảng tầm 100 cân thì thôi, cái này thì cũng có thể gọi là hết bài. Đây anh em có thể thấy là với tay mình là size là 18.5. Thì khi mà mình đeo chiếc này thì nó hoàn toàn là không có gì là to cả, và nó hoàn toàn vừa. Đó. Chiếc đồng hồ này là size 45mm và độ dày của nó là 13.2mm các bạn nhé. Vì đây là một chiếc Chronograph cho nên là độ dày 13 cũng là độ dày dễ hiểu. Và các bạn có thể nhìn thấy khi mình lên tay này. Đó. Rất là đơn giản thôi. Ok, còn đâu sau đây thì chúng ta sẽ trở lại với chiếc đồng hồ Cartier, Calibre de Cartier. Chiếc này thì sẽ sử dụng bộ máy Cartier 9907MC. Đây là một bộ máy được Cartier phát triển từ cái máy Jaeger-LeCoultre. Và với cái mẫu máy Jaeger-LeCoultre thì khi mà qua tay của Cartier thì nó đã biến đổi rất là nhiều. Và điểm đặc biệt trên chiếc này đó là cái thiết kế của nó được làm rất là đẹp. Thực sự là khi mà nhìn ở ngoài thì các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của nó là độc đáo, có 102. Ở phần bên phải này rất là mạnh mẽ với cái crown work và hai cái núm chronograph. Cartier đã làm nó thành một khối, và khối này hình elip. Và trên cái núm chính của chúng ta vẫn có một viên là sapphire cabochon như truyền thống của hãng. Còn hai bên này của chúng ta thì sẽ là hai nút chronograph, mình sẽ ấn này. Đó, và chronograph nó sẽ chạy. Và các bạn có thể là thấy là những cái đồng hồ chronograph thì thường nó sẽ có sub dial, nhưng trên chiếc này thì nó không có sub dial. Vậy thì sub dial của nó, cái tính chronograph của nó ở đâu? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có hai cái vòng hình bán nguyệt từ 0 này cho đến 15 phút và từ 15 phút cho đến 30 phút. Đó, và chúng ta sẽ có một cái kim dạng vừa ngắn vừa dài. Nó có hai đầu. Thì với cái đầu ngắn thì chúng ta sẽ đo theo cái phần 0 đến 15 phút. Đó, và sau đó khi mà 0 đến 15 phút quay rồi thì cái phần dài này của chúng ta sẽ tiếp tục từ 15 đến 30 phút. Thì như vậy với cái cách đo chronograph như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ chronograph đo được 30 phút, và cứ mỗi lần 30 phút như vậy các bạn sẽ tự tính. Đó là một cái rất là đơn giản. Đây các bạn có thể thấy là khi mà chiếc đồng hồ này nó chạy chronograph đến đây thì bắt đầu kim nó sẽ di chuyển. Đó, kim nó sẽ di chuyển. Đó, các bạn thấy là nó sẽ lên 1 phút. và nó sẽ tự nhảy luôn lên 1 phút như vậy các bạn nhé, chứ nó không kéo từ từ. Đó, nó giống như là một công tắc vậy, khi mà nó đủ 60 giây thì nó sẽ bật cái công tắc đến đúng cái điểm như vậy. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 2 kim chính là kim giờ và kim phút. Tất cả bộ 4 kim này thì đều được nung xanh. Mặt đều của chúng ta thì được chia thành nhiều phần. Đầu tiên là cái lòng trong. Lòng trong của chúng ta thì sẽ được hoàn thiện với những cái đường vân hoa Cartier rất là đẹp. Các bạn có thể thấy những cái vân hoa này. Và cái mặt đều chính của chúng ta được chia thành 2 phần. Một nửa trên thì chúng ta sẽ thấy là được thiết kế theo dạng sandwich, tức là sẽ có lớp trên lớp dưới và nó sẽ được cắt gọt cái mặt đều để lộ ra cái lớp dưới. Và phần trên này thì nó sẽ hiển thị một vài những cái cọc số la mã. Đó, còn phần dưới này của chúng ta thì sẽ là điểm dành cho cái bộ phận là chronograph của chúng ta như mình vừa giới thiệu đến anh em. Ở ngoài cùng thì chúng ta sẽ có đầy đủ là vạch chia 60 phút, cũng như là mỗi phút sẽ chia thành 3 phần để chúng ta có thể tiện là tính chronograph. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là mỗi đầu cái 5 phút của chúng ta thì sẽ có một cái cọc số được làm to bản hình chữ nhật. Đó, để chúng ta dễ dàng phân biệt. Các bạn có thể nhìn thấy là ở cái vành trong của chiếc đồng hồ này thì cũng được khắc những cái khía. Và thực sự là cái độ hoàn thiện của chiếc này rất là đẹp. Cartier thì sẽ cũng giống như là Rolex, cũng như là giống với cả cái thương hiệu Patek. Thì những cái dòng sản phẩm cao cấp thì họ sẽ không làm phủ chống lóa để đảm bảo cái độ đẹp nó được tồn tại theo thời gian, nó không bị ảnh hưởng vào lớp chống lóa các bạn nhé. Kính sử dụng trên chiếc này là kính sapphire và hơi cong nhẹ, và nó sẽ cong cả hai đầu luôn. Cái phần ben ren này của chúng ta thì được nhô cao, một phần là để bảo vệ kính, một phần nữa là để giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn nó hoành tráng và vững chãi hơn. Các bạn có thể thấy là cái phần lắc của nó này thì nó làm rất là cụp và nó chéo hẳn xuống. Đó, chiếc này size 45 nhưng mà lắc tu lắc của nó chắc chỉ khoảng tầm 48, 49, tầm 49 đến 50 là cùng thôi các bạn ạ. Cho nên là tay các bạn chỉ cần 17cm là đeo được chiếc này. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy nó hơi to một chút các bạn nhé. Đó. Với mình thì mình nghĩ là tay 18 trở lên thì sẽ phù hợp hơn với chiếc đồng hồ này. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy đó là bộ máy Calibre 9907. Đó, và những cái thông tin khác của dòng sản phẩm này. Bộ máy Calibre 9907 thì được khắc hoàn toàn ở đây, 9907MC. Đây là một bộ máy hand winding, tức là lên dây tay, lên cót tay. Thì với bộ máy này thì chúng ta sẽ có là 35 chân kính, có 28.800 tần số động và các bạn sẽ có 50 giờ tích cót. Khi các bạn chạy chronograph thì dĩ nhiên là cái thời gian tích cót thì nó sẽ ít đi, nó sẽ chỉ còn loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 40 giờ thôi. Đó. Và bộ máy được hoàn thiện khá là đẹp với những cái phần vân thớ của chúng ta và để lộ ra những cái đồ chơi của nó như là column wheel, bánh xe đà ở đây. Và ngoài ra những chi tiết được nung xanh. Đó. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Độ chống nước của chiếc này thì là 100m và núm là núm thường, không phải núm screw down. Và các bạn có thể thấy là đây là một chiếc thuộc collection Calibre de Cartier. Đó. Và nó sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu kim loại quý là vàng 18K AU750. Đi kèm với nó là một cái khóa gập này cũng được làm bằng vàng. Và khóa gập này là một cái khóa gập đặc trưng của Cartier với cái phần dây của chúng ta được gấp như này. Đó. Và khi các bạn đeo thì nó sẽ rất là ôm tay. Chiếc này thì như mình nói thì bên mình đang có sẵn một chiếc với cái mức giá giao lưu là 395 triệu. Vậy thì anh em nào mà có tò mò về chiếc này thì có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm này. Mã mình để ở trên tên video các bạn nhé. Các bạn có thể search theo cái mã đó để tìm hiểu cái giá trị thực sự của đồng hồ này trên thế giới. Không các bạn lại bảo mình chém gió là 1 tỷ bao nhiêu. Đó. Chiếc này thì bên mình đang có sẵn một chiếc, mua của người chán bán cho người cần và mức giá là 395 triệu. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành 5 năm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.